Mình chờ rực rỡ tập 11. Sau khi móc lấy điện thoại và ví tiền của Rang, buộc anh phải tới công ty làm việc. Cuối cùng Rang cũng phải chịu thua móc và hai người cùng đến công ty. Khi hai người vừa vào công ty thì gặp Nút, người yêu cũ của Rang. Cả hai hết sức ngạc nhiên. Sự xuất hiện của Nút lúc này chính là kế hoạch của chị Rang nhằm ngăn cản Rang và móc. Chị lên kế hoạch cùng với chồng mình rằng muốn thử xem ngọn lửa cổ của Rang và Nút có bùng cháy trở lại hay không. Và chính Nút là nguyên nhân sẽ làm cho Rang và Nút phải ghét nhau đến mức Nút rời bỏ gia đình Rang. Nút tiếp cận Rang bằng cách chia sẻ rằng cuộc sống mình không còn ai, chỉ còn mỗi Rang là người thân. Mốc gặp Nút và gắn điện chủ quyền, Rang là của Mốc, không ai có quyền được đụng đến. Nút khiêu khích Mốc bằng câu nói, thế trái tim của Rang thì sao? Mốc tức giận và hất nguyên ly nước vào mặt Nút và thẳng thừng nói, miệng cô vẫn bẩn thỉu như xưa. Nút đưa tay định tát Mốc, nhưng cô đã nhanh chóng đưa tay tát lại. Tát tôi tát lại, không gian lận gì đâu. Tôi không phải là Brown Mốc của ngày xưa nữa rồi. Tôi không để mình phải thua cô nữa. Lúc này, em gái Mốc tìm gặp Mốc và nghĩ rằng cô kết hôn vì lợi ích của bản thân. Chuyện bố bị bệnh, mẹ phải làm việc vất vả là lỗi hoàn toàn của Mốc. Không kiềm chế được lòng mình, cô đã tát em gái mặt trước mặt Rang. Bé khóc và bỏ chạy ra đường. Trong lúc vội vàng và bối rối, bé đã bị xe đụng. Lúc này, Ruth nhìn thấy